Đây là vườn ươm cây giống của Hà Bưởi Ngon. Bây giờ ông vẫn là đang ghép cây và một số thì chuẩn bị đến cuối tháng 9 đầu tháng 10 sẽ bán được đợt 1. Còn đợt này thì Hà Bưởi Ngon cũng đang ghép chưa xong. Đợt ghép này thì sẽ bán vào cuối tháng 11, 12 và La Diêm. Đợt đang ghép đây là vào tháng 11, 12 âm lịch là bán được, sẽ xuất được hết rồi. Do thời tiết hiện tại đang báo mưa một tuần nên là Hà Bình Ngon phải tăng ca ghép cả ban đêm để cho kịp với thời tiết đang đẹp như thế này. Còn khi gặp mưa là sẽ không ghép được và tỷ lệ ghép sẽ chết nhiều do nước đẩy mất ghép. Khi cây hút nhiều nước quá mức cần thiết sẽ đẩy mất ghép và sẽ không ghép được.